bóng hình xa xưa, chỉ còn trong quá khứ. Lâu rồi nhưng vẫn nhớ, vẫn dòng hồn bơ vơ. Cánh hồng bay theo gió, chết đi còn tương tư. Thưa bạn, đoàn chúng tôi vừa đi thăm quê hương của cụ Nguyễn Du về, trước khi lên đường đi Canada để thu hình cuốn phim tài liệu này. Trong tâm tưởng vẫn còn bâng lãng những vần lục bát trác tuyệt của nhà thơ đất tiên điển. Ở cái đất nước Việt Nam khí hậu vùng nhiệt đới, sao trên 200 năm trước mà nhà thơ có thể gieo được những vần tả đúng phong cảnh mà hôm nay đoàn chúng tôi đang được thấy. Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đá nhuốm màu quan san. Ngày xưa, tôi có hứa sẽ cùng nhà tôi đi thăm xứ sở của rừng phong này khi mùa thu chín. Bây giờ, cánh hồng đã bay bổng tuyệt vời, nhưng tôi vẫn giữ lời hẹn xưa để một mình cùng các bạn đến đây đem cái đẹp của mùa thu vàng nơi Bắc Mỹ chia sẻ cùng những kẻ tâm đầu. Khách sạn chúng tôi cư ngụ nằm ngay trên bến cảng, và sau khi nhận phòng, chúng tôi được một buổi chiều thảnh thơi sau chuyến bay dài xuyên lục địa từ Los Angeles tới. Thành phố này có lịch sử trên 300 năm, dân số gần 400.000 người, tuy không nhiều so với những thành phố của các quốc gia khác, nhưng lại rất lớn đối với một nước mà tổng dân số chỉ có 33.369.000 người tính tới tháng 9 năm 2011. Mà diện tích lại rộng mênh mông, gồm 17.075.000 cây số vuông, đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ thua con nước Nga mà thôi. Bây giờ đã tháng 9, mùa thu đến sớm nơi vùng đất Bắc Mỹ Châu này. Mùa thu hiện hiện trong cái màu xám đục của mây trời. Trong cái lạnh se se đã khiến người đi đường phải mặc thêm áo ấm. Mùa thu về, đứng trên bến nước, sao nhớ đến bến Bạch Đằng của Sài Gòn ngày xưa đến lạ lùng. Chiều mùa thu ở Halifax, nhìn con chim Hải Âu bên bờ nước lạnh mà nghĩ đến phận mình. Giống như cánh chim phiêu dạt, khi đã rời khỏi quê cha đất tổ, thì nơi nào đích thực sẽ là nhà. Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai nhòa. Ôi, bóng hình xa xưa, chỉ còn trong quá khứ. Lâu rồi nhưng vẫn dòng hồn bơ vơ, cánh hồng bay theo gió, chết đi còn tương tư. Xe đưa chúng tôi tới một làng đánh cá rất nhỏ, ở vào phía nam của thành phố Halifax. Đó là Peggy Cove. Dân chúng ở đây chỉ có 49 người, nhưng hầu hết đều là nghệ sĩ sống ở đây đã lâu đời. Và cư dân ở đây cũng như cách xây dựng nhà cửa được quy định rõ ràng và rất chặt chẽ bởi những luật lệ địa phương, có giữ cho vùng này có được cái nét đặc thù rất nghệ sĩ của nó. Những con đường nhỏ đưa chúng ta tới sát bờ biển, có những tảng đá hoa cương to lớn chất chồng, và trên đấy đứng sừng sững là ngôi hải đăng trắng đỏ. Ngọn hải đăng nổi tiếng này là ngôi đền biển được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Nó đã xuất hiện trên báo chí, truyền hình và đặc biệt là trên các tờ lịch của nhiều quốc gia khắp năm châu. Tuy dân số chỉ có đúng 49 người, nhưng Peggy Cove lại có đủ tiện nghi như một thành phố nhỏ, có một tiệm ăn, nhà bưu điện nằm ngay tại tầng dưới của hải đăng, một nhà thờ và cửa hàng bán những đồ lưu niệm.
Những người cư ngụ tại đây hầu hết là hậu duệ của năm gia đình di dân gốc Đức Tiên Khởi, đã đến đây lập nghiệp từ trên 200 năm trước. Cái tên Peggy Cove, cái vịnh nhỏ của cô Peggy, đến từ tên của cô gái út của một trong năm gia đình kể trên. Những nhà mà chúng ta đang thấy thuộc về các nghệ sĩ khá nổi tiếng về các bộ môn nghệ thuật như hội họa, nhiếp ảnh và điêu khắc. Trong làng hầu như không thấy xe cộ, vì di chuyển chỉ toàn đi bộ, vì khoảng cách cũng không xa lắm. Đời sống ở đây lững lờ trôi đi một cách êm đềm, nhàn nhã. Nói là buồn ư, cũng không đúng hẳn. Nhưng những người thích cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi đô hội chắc sẽ không thích hợp được với cái không khí u trầm này. Thưa bạn, không phải ai cũng là nghệ sĩ trong cái làng nhỏ bé Peggy Cove này. Một số ít còn lại vẫn hành nghề cổ truyền là đánh cá và bắt tôm hùm. Những người ở Mỹ, ai cũng biết tôm hùm ở tiểu bang Maine, ngon nổi tiếng. Peggy Cove cũng nằm trên bờ biển Bắc tại Tây Dương nước lạnh, nên tôm hùm cũng rất ngon. Nhưng số lượng đánh bắt tại đây rất khiêm tốn, chỉ đủ cung cấp cho một nhà hàng ăn duy nhất mà thôi. Và không phải mùa nào cũng có, nên bạn đừng cứ ngạc nhiên khi thấy giá cả cao khủng khiếp. Tò mò hỏi thêm, chúng tôi được biết rằng ở đây cũng có hai quán trọ thuộc loại Bed and Breakfast, nghĩa là khách vãng lai có thể thuê phòng nghỉ qua đêm và buổi sáng được chủ quán trọ dọn cho bữa ăn sáng giống như ở trong gia đình vậy. Vùng biển này rất đẹp nên có nhiều họa sĩ đến thuê phòng tại đây, sống nhiều ngày để vẽ tranh. Và đặc biệt, các nhiếp ảnh gia thì lại đến để chụp hình chiếc hải đăng đỏ trắng mà các bạn đã thấy. Qua một góc đường mà người ta đã phải xẻ hẳn một phiến đá hoa cương để làm lối đi, chúng ta thấy một vịnh biển rất nhỏ, ẩn sâu ở trong lòng vùng đá cứng. Đây chính là Peggy Cove mà cái làng nhỏ bé này đã mang tên. Cách đặt tên làng mạc kiểu này lại làm cho tôi nhớ đến những tên làng, tên đất rất thân quen của miền Nam chúng ta xưa. Đây là những bẫy tôm hùm mà ngư dân thả xuống biển sâu để bắt những chú tôm hùm có khi nặng đến 2-3 kg. Không hiểu các bạn có để ý không, chứ cả một vùng bờ biển này không có cây lớn. Chỉ thấy những bãi cỏ mà mùa thu mang màu vàng úa và những tảng đá hoa cương lớn nhỏ trồi lên mặt đất. Mùa thu là mùa của cây trái, hoa tường vi cũng đã rụng nhiều, và bên rào của những căn nhà vùng biển, những trái đỏ mang một màu tươi thắm dệt trên nền trời xanh của lá, thấp thoáng bên những bông hoa cuối mùa còn sót lại. Chú ong mật vội vã kiếm thêm chút lương thực trước khi mùa đông dài kéo tới. Và trong bầu trời trong vắt của mùa thu xứ người, đó hoa vàng mà tôi không biết tên, như nhắc nhở mãi đến màu vàng hoa cúc những thu xưa nơi quê nhà. Chúng tôi tới thăm căn nhà của điêu khắc gia William de Gart. Phía sau vườn nhà ông là một sườn đồi thoai thoải bằng đá hoa cương. Trên ấy, ông đã tạc nổi hình ảnh của 32 người ngư phủ, gia đình của họ, tất cả được bao bọc bởi đôi cánh của Thánh Enmo, vị quan thầy của những người đi biển. Xe chúng tôi đang trên đường trở ngược lại Halifax và vẫn ở trong vùng sát biển có tên là Nova Scotia. Đây là xứ sở của những người di dân đến từ Scotland, Anh Quốc. Họ đã đổ bộ lên đây sau một cuộc hải trình vượt đại Tây Dương
và nhận nơi này làm quê hương. Đặt tên vùng đất mới là Novia Kosia hay là Tân Tô Cách Lan, để nhớ lại xứ sở mà họ đã rời xa. Đây là vùng đất đai rất phì nhiêu, tuy ở vào vĩ độ cao, nhưng nhờ cạnh biển và sông ngòi chằng chịt nên mùa đông không khắc nghiệt lắm. Khung cảnh thật thanh bình, nhàn tản. Chúng ta đang trở lại Halifax để đi thăm một vị trí quân sự của đế quốc Anh tại miền đông lục địa Bắc Mỹ. Vào những ngày đầu, khi hai đế quốc Anh và Pháp đang bành trướng thế lực tại vùng đất mới. La Citadelle là một chiến lũy của đế quốc Anh, được xây dựng vào năm 1749. Binh sĩ trấn thủ tại vị trí quân sự này thuộc binh đoàn xuất phát từ Scotland, nên chúng ta thấy họ mặc bộ quân phục đặc biệt, gồm có mũ lông gấu, có ngù, và đặc biệt là bên dưới họ mặc váy. Tại chiến lũy La Citadelle, từ trên hai thế kỷ nay, đều có tục lệ mỗi ngày cứ đúng ngọ là sẽ có bắn súng thần công. Pháo thủ của các khẩu thần công lại là binh sĩ người Anh, nên các bạn thấy họ mặc quần. Đây là những hầm chứa đạn và kho thuốc nổ được đào sâu vào trong sườn đồi. Dọc theo chiến lũy là những dãy nhà ba tầng kiên cố xây bằng đá tảng. Đó là khu cư xá của sĩ quan và binh sĩ đồn trú tại cứ điểm. Chính giữa là sân cờ và bãi tập họp binh sĩ. Người Tô Cách Lan có hai đặc biệt là đàn ông mặc váy và loại quèn được vận chuyển bằng hơi phát ra từ các túi da được ép lại. Đây là hai binh sĩ thuộc ban quân nhạc đang chơi kèn báo hiệu tổ chim gác. Đứng bên cạnh ông lính canh tại La Citadelle, Halifax, gian đa đại này, tôi lại nhớ đến những người lính nữ lâm quân tại cung điện Buckingham tại Anh Quốc. Buổi trưa, bước chân nhịp nhàng của những người lính trẻ băng ngang qua sân trại lại nhắc chúng ta nhớ tới một thời chinh chiến tại quê nhà. Hầu như tất cả những thanh niên miền Nam chúng ta, ai cũng đã có thời áo trận giày xô. Cô bán hàng này nhìn khuôn mặt rất thanh tú, biết ngay là dân gốc Pháp, trong khi người nữ binh quân nhạc thì chắc chắn là gốc Écossais. Không phải vì bộ quân phục cô ta đang mặc, nhưng chính là mái tóc hung hung đỏ và làn da trắng có điểm tàn nhang. Mặt trời đã đứng bóng, bây giờ đã gần trưa. Giữa khe hở của rãnh châu mai, lá cờ lá phong đỏ của Canada phần phật bay trong gió. Đây là loại súng thần công kiểu cổ, nòng không có rãnh xoáy nên đạn bắn ra rất gần và không chính xác. Muốn bắn, người pháo thủ phải nhồi bông gòn, thuốc súng và đạn vào nòng, nén cho thật chặt và châm lửa vào ngòi nổ để kích hỏa. Ôi những người du khách đến từ những xứ bình yên, khẩu súng cổ lỗ này có nổ chắc cũng không hơn tiếng pháo đại ở quê mình. Nhưng họ cũng rất thận trọng đứng ở phía xa, bịt chặt tai lại. Nghĩ lại, thật tội nghiệp cho thế hệ của chúng ta. Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường, rừng trồi đứng nghe. Giờ đây, chinh chiến đã xa rồi. Tôi đứng xếp hàng cùng với mấy người du khách khác, chờ tiếng nổ ì ầm của một lão thần công mà tuổi đời cũng đã quá 300 mùa lá rụng. Ôi những người bạn cũ pháo binh của tôi, nhìn những hình ảnh, bạn có nhớ những trận địa pháo ngày xưa không? Nào pháo cường tập, pháo TOT, pháo chùm, pháo nổ chậm delay. Trong mịt mù của khói pháo, trên một thành lý rất an bình nơi Bắc Mỹ, người công dân cũ của nước Việt Nam Cộng Hòa, mắt như mở đi, nghĩ đến những đồng đội, đồng bào đã tan xác trong những trận địa pháo của một thời, tưởng như đã là xa xưa lắm. La Citadelle được xây dựng rất kiên cố, phải mất 28 năm mới hoàn tất.
Thành được xây theo lối Vauban, một nhà kiến trúc quân sự nổi tiếng của Pháp vào triều đại Louis thập tứ. Tại Canada, người Anh còn xây một citadel nữa ở Quebec vào năm 1831. Xe chúng tôi đang chạy vòng theo bờ tường đất bọc phía ngoài để xuống lại thành phố. Đây là một hải cảng lớn nằm trên bờ biển Đại Tây Dương. Vào thời kỳ đệ nhị thế chiến, cảng này là nơi xuất phát của những đoàn tàu biển hàng trăm chiếc việc Đại Tây Dương để tiếp tế vũ khí và lương thực cho nước Anh và các đạo binh của đồng minh đang đồn trú trên đảo quốc này trước khi đổ bộ lên đất Pháp để đánh bại Đức Quốc xã lúc đó đã chiếm gần trọn vẹn châu Âu. Khách sạn chúng tôi cư ngụ nằm ngay trên hải cảng. Buổi tối, chúng tôi dùng bữa ăn tại nhà hàng ở tầng trệt. Chiều đang xuống thật nhẹ nhàng trên bờ nước. Ngồi đây mà nhớ lại bến Bạch Đằng của Sài Gòn ngày trước vô cùng. Có phải cái tâm sự của người Việt tha hương chúng ta là dù đến một nơi nào trên thế giới, cũng cố tìm trong cảnh quan, thổ ngơi và ngay cả trong con người một chút hơi hướng của Việt Nam để mà từ đó cảm hoài nhớ tiếc. Chiều Halifax, ngồi bên bờ nước, nâng chén rượu lại nhớ đến men cay cùng bè bạn ngày nào tại quán Ngân Đình hay là Point de Blagueur, nhìn thẳng sang bên kia là Thủ Thiêm. Đi ngược về hướng Bộ Tư lệnh Hải quân trước tiên, chúng ta thấy câu lạc bộ đua thuyền hay Club Nautic, nơi có những chiếc o bo chiều chiều kéo những thanh niên thiếu nữ của Sài Gòn thanh lịch trượt nước trên sông. Ngược lên nữa có nhà hàng nổi Mỹ Cảnh với những món ăn tàu rất ngon. Nhắc đến bến Bạch Đằng, những người cũ không thể quên được du thuyền Bạch Tuyết. Chiều chiều chạy ngược xuôi trên sông Sài Gòn, mỗi chuyến một tiếng đồng hồ, có ca nhạc giúp vui. Chiều Halifax không có tiếng ì ầm của xe cộ ngược xuôi. Chiều không có tiếng nhạc ca vang lên trên sóng nước, mặc dù cũng có chiếc thuyền buồm chở du khách đi tới đi lui trên dòng nước trong xanh phẳng lặng. Chiều thật êm đềm. Trầm tiếng chiều ngân, nhạc giặt dịu ái ân. Người ơi nhớ mãi cung đơn, năm tháng phai tàn duyên kiếp vẫn còn lỡ làng. Sáng nay xe chúng tôi đang rời Halifax để tới New Brunswick. Có điều đặc biệt mà các bạn đang thấy là tất cả các xe hơi tại Canada ban ngày đều mở đèn. Đó là luật lệ về an toàn của xứ sở này. Từ Nova Scotia để sang tới New Brunswick phải qua cây cầu rất dài, đó là cầu McDonald. Ngày xưa, khi mà người da trắng chưa đến định cư tại đây, suốt cả vùng Bắc Mỹ là một dải đất bao la, trên đó chỉ có những bộ lạc thổ dân sống và họ di chuyển tự do không có biên giới quốc gia ràng buộc. Vì vậy, những thổ dân tại miền Bắc nước Mỹ bây giờ và những thổ dân tại đây cùng chung một huyết thống. Xe chúng tôi chạy trên xa lộ liên bang qua những cánh rừng phong bạt ngàn mà mùa thu đã trải những màu sắc đậm nhạt trên thảm lá trước đây một tuần còn xanh mướt. Ở Việt Nam và những xứ nhiệt đới, người ta sản xuất ra đường từ những cây mía. Bên Âu Châu cũng có thể làm đường từ những củ cải, gọi là betterave. Xe chúng tôi đang chạy qua những khu rừng phong mà tiếng Anh gọi là maples. Nếu lại gần và nhìn kỹ thì sẽ thấy gần ở gốc có những thùng chứa để hứng nhựa từ thân cây rỉ ra. Đó là người ta đang hứng nhựa cây để làm ra một loại mật rất thơm ngon, được gọi là maple syrup, thường thấy trong các bữa ăn sáng ở Bắc Mỹ, ăn với bánh bột nướng. Cách hứng nhựa cũng giống như ở Việt Nam, người ta cạo vỏ cây cao su để lấy nhựa vậy. Canada là nước đứng đầu trên thế giới về xuất cảng maple syrup, đứng thứ nhì là Mỹ Quốc với tiểu bang Vermont. Xe vẫn chạy giữa những cánh rừng phong ngút ngàn của xứ sở rất bình yên này.
chúng ta đã tới một trung tâm văn hóa trưng bày các kỳ vật của các thổ dân dòng Algonquin tại Bắc Mỹ. Theo như truyền thuyết, thì thần Glooskap mà pho tượng khổng lồ các bạn đang thấy là chúa tể của muôn loài. Mọi điều tốt lành trong vũ trụ, trời, đất, mặt trăng, ngôi sao đều do Glooskap tạo dựng. Và cái quý báu nhất mà thần đã đem đến cho nhân loại là lửa lấy xuống từ mặt trời. Những bức tranh trong trung tâm mô tả sự cộng sinh hòa bình giữa những người da trắng đầu tiên tới đây và những thổ dân trong vùng. Người xưa thường nói đến bốn thú tiêu dao của người quân tử: Xuân Du Phương Thảo Địa, Hạ Thưởng Lục Hà Trì, Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử, Đông Ngâm Bạch Tuyết Thi. Nhưng thưa bạn, với tôi, mùa thu đi ngắm lá vàng tại những rừng phong Canada này thật là một phần thưởng xứng đáng cho tâm hồn. Đã từ lâu, chúng ta thường ước mơ về một mùa thu vàng mà ở trong Nam chúng ta ít thấy, nhưng chỉ mơ màng qua thơ và nhạc. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Hôm nay, xe chúng tôi đang chạy trong một rừng thu mà những tàng lá từ màu vàng mơ chuyển sang vàng đậm, rồi ánh lên như sắc hoàng kim chuyển xuống màu đỏ úa. Đó là những tàng màu vĩ đại mà nhà họa sĩ thiên nhiên tài hoa đã tô lên cây cỏ và con người không thể nào bắt chước nổi, dù người ấy có thể là Van Gogh hay Francisco Goya. Mùa thu cũng là mùa của nhớ nhung xa cách và đã là đề tài cho biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc, nói lên cái tình cảm của con người trước cái úa tàn trong vạn vật. Đoàn Trần với những thu ca trác tuyệt đến bây giờ tấu lên vẫn làm cho chúng ta rung động như ngày nào những thanh niên thiếu nữ của Hà Thành thanh lịch đã từng rung động. Đọc truyện Kiều, chắc các bạn còn nhớ đến con sông Tiền Đường, nơi Thúy Kiều đã trầm mình tự vẫn. Chiều đâu nổi tiếng đùng đùng, hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Ngày 18 tháng 8 âm lịch mỗi năm, ở cửa sông này đổ vào vịnh Hàng Châu, có hiện tượng chiều dâng rất hùng vĩ. Nước ngoài biển đổ vào dâng cao lên đến 9 thước, ầm ầm dữ dội, thiên hạ kéo nhau đi xem lũ lượt. Nhưng chưa so sánh được với cảnh chiều dâng ở vịnh Phân Đi này, nơi chiếm kỷ lục thế giới về mực nước dâng cao. Những hình ảnh mà các bạn đang thấy được ghi lại lúc thủy triều đang rút. Lúc nước lên, chân các tảng đá này đều ngập hết. Đứng trên bờ đá nhìn xuống lúc chiều dâng, nước từ ngoài biển ầm ầm đổ vào, bọt nổi lên trắng xóa. Cứ mỗi giờ, mặt nước có thể dâng cao từ 6 đến 8 feet. Cao điểm của chiều dâng lên tới 48 feet hay là 14 thước, hơn mức chiều dâng của sông Tiền Đường là 5 thước. Hôm nay, một ngày mưa mùa thu, tôi đứng trên bờ đá của vịnh Phân Đi, nhìn nước thủy triều rút xuống mà lại nhớ đến chuyện quê nhà. Có một dòng sông không có tên trong sử sách, không hiện hữu tại bất cứ vùng nào trên đất nước, nhưng lại được hầu hết người Việt biết đến, đó là sông Tiền Đường. Chảy qua Hàng Châu, Trung Quốc.
được mọi người biết đến không phải vì địa danh Hàng Châu, Tô Châu, trên trời có thiên đàng, hạ giới có Tô Hàng, mà chính là tại con sông này, Thúy Kiều đã nhảy xuống tự trầm. Cũng mong sao, những hình ảnh ghi vào ống kính ngày hôm nay sẽ đem lại cho chúng ta một chút kiến thức rằng chiều dâng ở đây mới là cao nhất thế giới, chứ không phải là ở tiền đường như một vài báo chí Trung Hoa thường đăng tải. Xe chạy trong mưa, dưới bầu trời đầy mây xám. Trong xe có nhiều người, nhưng tiếng ồn ào như lắng xuống để nghe tiếng mưa rơi thấm nhẹ vào hồn. Xe đã tới Cavendish thuộc đảo Prince Edward, một tỉnh nhỏ nhất của Canada. Nơi chúng tôi đến thăm đầu tiên tại đây là tiệm bán những tượng nhỏ bằng sứ. Cả một thế giới thần tiên tuổi nhỏ hiện ra trong các tủ kính của căn nhà trưng bày khá lớn này. Nào Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, những nhân vật trong các sách nhi đồng rất phổ thông của Pháp như Gaston, Tanh Tanh và Milou, và những nhân vật trong câu chuyện thần kỳ Lord of the Ring. Cái mà làm cho chúng tôi chú ý tới nhiều nhất là những bức tượng cô gái nhỏ rất xinh. Nhân vật của câu chuyện Anne of the Green Gables, tác giả là Lucy Maud Montgomery, được phát hành năm 1908 và đã được dịch ra 32 thứ tiếng khác nhau. Chuyện này đã được dùng trong chương trình giáo dục của nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Đại Hàn. Khung cảnh của đảo Prince Edward thật yên bình và thanh thản. Những cánh đồng xanh nối tiếp những cánh đồng xanh và nhà cửa thì cách nhau rất xa. Có nhiều căn kiến trúc và màu sơn giống như trong những bưu thiếp mà chúng ta thường thấy hồi còn nhỏ. Canada hấp dẫn du khách không bằng cái ồn ào hào nhoáng, nhưng bằng cái vẻ trầm trầm lắng đọng, mang lại cho tâm hồn ta những nhẹ nhàng, thanh thoát, yên bình. Chiều đã xuống khi chúng tôi tới Charlottetown, một làng đánh cá thuộc đảo Prince Edward. Nói là làng đánh cá cũng không đúng lắm đâu, bởi vì khi nói đến đánh cá, chúng ta thường liên tưởng ngay đến những làng chài ở quê nhà, với những túp lều tranh trên bờ cát biển. Đằng trước là những xào tre phơi cá và mực khô. Trước sân đầy những chum vại, đựng mắm tôm, mắm tép, chưa hè bốc bùi lên nồng nặc. Làng đánh cá ở đây khác hẳn. Nhà cửa sống rải rác, không túm tụm với nhau. Đó là những căn nhà khang trang, có cái 2-3 tầng. Đằng trước có sân cỏ, nhà có xe pick-up và tàu bè tuy không lớn lắm, nhưng thuộc loại tối tân đi biển an toàn. Đây là những căn nhà thuộc loại trung lưu mà chúng ta thường thấy trên đất Mỹ. Giờ này đường phố thật vắng người vì người lớn đi làm và trẻ con ở trong trường học. Bến cảng vắng lặng vì tàu cá chưa về và mùa này không phải là mùa đánh bắt tôm hùm, nên những tàu chuyên về ngành này được đưa lên bờ để nghỉ ngơi và sửa chữa. Tôi vẫn thường được nghe những người bạn định cư tại Canada nói về cái trầm mặc của đời sống tại đây. Nhưng phần đông họ ở những thành phố lớn sầm uất, chứ mới có mấy tiếng đồng hồ tại Charlottetown này mà tôi đã thấy thời giờ dài lê thê và chiều như lãng đãng mãi không tắt nắng. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng Charlottetown là thủ phủ của Prince Edward, với dân số vào khoảng 35.000 người, là thành phố đông dân nhất của tỉnh Duyên Hải.
Nó đã có lịch sử trên 300 năm, và cư dân ở đây phần đông là những người đến từ nước Pháp. Xe chúng tôi đang chạy trên vùng ven biển Cavendish, nơi đã làm bối cảnh cho câu chuyện trẻ thơ Anne of Green Gables. Green Gables là một nông trại có thật, nằm ở vùng ven biển, trong một khung cảnh rất nên thơ, có những đồi cát chập trùng kéo dài ra tận biển, và những cánh đồng cỏ mùa thu úa vàng dưới bầu trời chập trùng mây xám. Nếu các bạn đã đến vùng Pas-de-Calais của nước Pháp, nhìn qua biển Măng sang phía Anh, thì sẽ thấy những vách đá vôi trắng xóa của miền Dover. Từ Dover có bến tàu cho người và xe qua lại giữa nước Anh và nước Pháp, cho đến khi đường hầm dưới biển Măng được đào xong. Ở đây cũng có những vách đá, nhưng lại màu đỏ. Xích Bích, tôi lại nhớ đến trận hỏa công Xích Bích trên sông Trường Giang ở bên tàu, được mô tả trong Tam Quốc Chí. Lúc ấy, đại quân của Tào Tháo kéo xuống miền Nam, quyết tiêu diệt liên quân của Lưu Bị và Tôn Quyền. Tương quan lực lượng rất chênh lệch, quân Cào có 80 vạn, còn Đông Ngô và Thục Hán chỉ vọn vẹn có 20. Gió trên sông Trường Giang thổi rất mạnh, nên Tào Tháo cho xích các chiến thuyền vào với nhau bằng xích sắt, cho khỏi bị chồng chành. Chu Du và Gia Cát Lượng chuẩn bị một số thuyền nhỏ chứa đầy cỏ khô và thuốc nổ, được gọi là hỏa thuyền. Đến nửa đêm, Gia Cát Lượng mặc áo trắng lên đài cao, cầu đảo trăng sao, hô phong hoán vũ. Gió đông phong nổi lên ầm ầm, Chu Du phóng hỏa thuyền và hạm đội của Tào Tháo đang thả neo tại Xích Bích. Chiến thuyền cột chặt với nhau bằng xích sắt, không tới lui di chuyển được, nên bị đốt sạch. Thua trận này, quân Tào phải rút về, và từ đấy nước Trung Hoa ở vào thế chân vạc Tam Quốc, Bắc Ngụy, Nam Thục và Đông Ngô. Đứng trên đồi cỏ úa của vùng Cavendish, Canada, tôi lại nhớ đến bài từ mở đầu cho câu chuyện Tam Quốc Chí của Dương Thận. Cồn cồn Trường Giang đông thể thủy, lãng hoa đào tận anh hùng. Trường Giang nước chảy về đông, sóng vùi dập hết bao nhiêu anh hùng. Được thua phải trái, thoát thành hư vô. Non xanh núi vẫn còn nguyên, Tà Dương mới độ, dáng hồng còn ghi. Green Gables bây giờ đã trở thành một bảo tàng viện, một thánh địa để những ai đã từng say mê câu chuyện của cô gái nhỏ tóc đỏ màu cà rốt và khuôn mặt có nhiều tàn nhang đến đây viếng thăm và đắm chìm trong cái không khí lãng mạn mà nhân vật Anne đã sống, đã mơ mộng suốt một thời tuổi nhỏ. Đây là chân dung cô bé Anne, với mái tóc đỏ quấn thành hai bím và khuôn mặt có nhiều tàn nhang. Lucy Maud Montgomery đã sống ở đây và đã viết những trang sách hầu như là nhật ký, kể lại cuộc sống của một cô bé trong cái trang trại thơ mộng, trong một xóm làng nhỏ bé nằm bên bờ biển Đại Tây Dương. Những khung cảnh đều có thật, những nhân vật cũng có thật. Trên lối mòn này, An và các bè bạn đã chạy nhảy đô đùa. Cánh đồng xanh thoai thoải bên cạnh nhà là chỗ vui chơi trong những ngày hè nhặt hoa bắt bướm. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone
căn nhà kho rộng thanh thang nơi trước cỏ khô của nông trại đã là chỗ cho cô bé An và các bạn chơi đi trốn đi tìm. Trăm năm đã trôi qua, nhưng những đá giã quỷ mỗi độ thu về lại nở vàng nơi hiên vắng. Mùa thu ở Canada mà nhớ đến những mùa thu cũ tại Đà Lạt vô cùng. Nhưng sao những bông hoa butterfly cũng rưng rưng một màu tím nhạt như của ngày xưa. Căn nhà nhỏ đường Hoa Hồng cũng có những dây leo mọc trên cửa sổ. Và cũng có những chiều ngẩn ngơ của một thời mới lớn. Tôi đang ngồi mơ mộng, nhìn xuống đồi thông chảy dài xuống sau nhà. Thưa bạn, trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta, ai cũng có một căn nhà yêu dấu. Cũng có những buổi chiều bâng khuâng, ngồi nhìn nắng vàng tỏa sướng hiên nhà, và lòng thấy dâng lên nỗi buồn vô cớ. Có phải vì vậy mà chúng ta đã tìm thấy ở nơi này, nơi sơn cùng thủy tận của miền Bắc Mỹ, những rưng rưng xúc động của một người lãng tử tìm lại một chút dư âm ngày cũ? Cảm giác ấy không phải chỉ riêng có với chúng ta, nhưng với những người thuộc những nền văn hóa khác như Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn cũng vậy. Và tuổi tác không là ngăn cách đối với những độc giả đã say mê những câu chuyện thơ mộng trẻ thơ của cô bé An tóc đỏ này. Đến nỗi ngày hôm nay, tôi đã gặp tại đây những du khách tuổi teen của Đại Hàn nhuộm tóc đỏ trên mặt chấm tàn nhang để cho giống với thần tượng của các cô tại chính tại mảnh đất mà An đã lớn lên và sống quãng đời thần tiên ấy. Thưa bạn, các bạn đang nghe bản nhạc Cánh Đồng Xanh Greenfield của The Brothers Four. Mong sao những hình ảnh âm thanh này sẽ đưa hồn ta về những kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa cũ, khi tóc ta còn xanh, tình ta còn nồng, khi người chưa xa người và quê hương chưa mịt mù trong xa cách. Were the lovers who strolled through green fields. Những cư dân vùng Cavendish này là con cháu của những người di dân đến từ nước Pháp, nên những đồ đạc trong nhà hoàn toàn giống như ở những vùng quê tại Pháp Quốc. Đó là chút tình nghĩ đến cố hương. Anne of Green Gables đã sống ở đây với cha mẹ nuôi là Marilla và Matthew Cuthbert. Họ là hai anh em ruột chưa lập gia đình, ngoài 50 tuổi và quyết định nhận nuôi một trẻ mồ côi nam từ một cô nhi viện ở Nova Scotia. Nhưng vì một sự nhầm lẫn nào đó mà bé gái Anne Shirley đã được gửi tới nông trại này. Ngay từ những ngày đầu, sự vui vẻ, tính tình ngoan ngoãn của bé An đã chinh phục lòng yêu thương của hai anh em chủ trại độc thân khó tính. Trong căn nhà này, An đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, trong sự bao bọc của bà con láng giềng, và nhất là tình bạn thắm thiết mà cô đã dành cho các bạn bè trong ngôi trường học nhỏ bé duy nhất của vùng đất ven biển. Bên khung cửa sổ mở rộng như chiều nay, cô đã ngồi mơ mộng và trong ánh nắng chiều đang tắt đã tỉ mỉ viết về những người bạn của mình trong những trang nhật ký. Những vui, những buồn, những giận hờn tuổi nhỏ, và đặc biệt, An đã viết nhiều về người bạn trai từ tấm bé, Jean Boot. Người mà ngay từ những ngày đầu tiên đến trường, An đã ghét thầm tệ vì cậu ta đã đặt tên cho cô là An Tóc Đỏ. Tình cảm ấy biến đổi theo thời gian, và sau đó họ trở thành đôi bạn chí thân, và tình yêu đã nảy nở khi cùng vào đại học. Dòng nước vẫn đứng lờ trôi in bóng mây trời, và con đường nhỏ mà An đã gọi là con đường tình nhân vẫn như hoài trông ngóng một người. Trời mùa thu trong xanh và khu trang trại Green Gables vẫn như không có thay đổi so với những gì tôi đã được đọc trong cuốn tiểu thuyết của bà Montgomery. Bên rào, những bông tường vi đã tàn lụi, thay vào đó là những trái đỏ xinh xinh. Tường vi
như trong bài hát của ngày nào xa lắm. Tôi ta cùng đứng bên bờ tường vi. Tường vi đã tàn theo mùa thu, nhưng bên rào vẫn còn những bông hoa quinh vàng thắm, như ánh hoàng hoa của những bụi cúc quê nhà. Con đường nhỏ xuôi xuống chân đồi, khung cảnh giống lạ lùng với con đường sau đồi Cù Đà Lạt. Khúc chạy xuống hồ Xuân Hương gần cây cầu gỗ bên hông trường Lycée Giặc Xanh của Đà Lạt quê nhà. Vùng này là khu của những người hưu trí. Họ về đây tìm cái thanh thang của miền đất rộng, cái không khí trong lành của vùng biển, và đặc biệt là khí hậu không quá khắc nghiệt trong mùa đông. Theo như lời giới thiệu của hướng dẫn viên, cư dân ở đây gồm có khá đông những người dân gốc Á. Màu vàng của hoa cúc như nhắc nhở mãi cho chúng ta rằng mùa thu đang về cùng đất trời. Từ căn nhà nhỏ xíu chỉ có một phòng, đến những cơ ngơi to lớn, nơi nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Nơi nào cũng tỏa ra nét yên bình, phẳng lặng. Nhìn mặt nước mùa thu sáng như gương, tôi lại nhớ đến bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Mặc áo ấm mà đi dạo ven sông, để nhìn những bông thực dược, tươi tắm nở bên rào. Lòng kẻ lãng du cũng như chút bỏ được nhiều điều phiền muộn. Xin nói thêm với bạn là rễ của hoa thược là một vị thuốc. Hoa đà thần y đã thêm chữ dược vào sau để nói lên y tính của loài hoa này. Đây là căn nhà nghỉ mùa hè của một gia đình người Việt rất thành công ở Canada trong ngành địa ốc. Mùa thu, gặt hái đã xong, và cỏ trên cánh đồng đã được gom lại thành từng đống, chờ mang về nhà. Các bạn vừa nghe Nana Mouskouri trong một bản nhạc Pháp rất dễ thương, Dans le soleil et dans le vent. Vùng này có tên là Acadia, và cư dân ở đây là Acadien, di dân từ nước Pháp sang. Họ sống biệt lập, giữ đúng phong tục và ngôn ngữ ở quê nhà. Năm 1755, người Anh chiến thắng người Pháp tại phần đất Bắc Mỹ và bắt buộc những người dân ở đây phải thề trung thành với đế quốc Anh. Những người không chịu khuất phục bị lưu đày tứ tán đến khắp các vùng hoang dã. Một số trốn xuống miền Nam của nước Mỹ bây giờ, thành lập ra vùng Louisiana nói tiếng Pháp. Khoảng 20.000 người đã bị đưa lên tàu và trả lại cố quốc. Khoảng quá nửa đã chết trên biển vì đói khát, bệnh tật và đắm tàu. Trong ngôi nhà thờ nhỏ bé này, còn giữ lại danh sách và hình ảnh của những gia đình bất hạnh đã bị trả lại quê hương, nhưng chẳng bao giờ được đặt chân lên đất liền. Bức tượng Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã thấy ở đây cũng giống như bao bức tượng khác trong các nhà thờ tại nước Pháp. Và các nhà thờ này có một lối kiến trúc đặc biệt, bao giờ nghĩa trang cũng nằm ngay ở phía sau ngôi thánh đường. Đây là bức tượng đắp nổi, bức họa bữa tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci, mô tả bữa ăn sau cùng của Chúa Giê-xu cùng với các môn đệ, trong đó có cả Giu-đa, người sẽ phản thầy sau này. Nói về nỗi bất hạnh của những gia đình Acadian bị ly tán vì
vì lệnh trục xuất tàn nhẫn của người Anh. Thi sĩ Mỹ Henry Wadsworth Longfellow năm 1874 đã làm bản trường ca lãng mạn Evangeline. Bài thơ rất dài này đã trở thành một sáng tác cổ điển của văn chương Mỹ và đã giúp hình thành một liên bang của những người cùng gốc Acadia trên khắp lục địa Mỹ Châu. Đây là một trong những ngôi nhà điển hình của người Acadia. Khi mới định cư tại vùng đất mới, mô hình cổ điển những căn nhà của những người di dân tiền phong. Trong nhà có vườn rau, chuồng nuôi gia súc để tự lực cánh sinh về lương thực. Và đặc biệt là nhà phải ở kề bên sông rạch để có nước uống, trồng tỉa và cũng tiện việc di chuyển. Lương thực và mùa màng thu hoạch được cất giữ trong những căn nhà kho kiên cố xây chìm dưới mặt đất. Phần phật trên trời cao là lá cờ của Acadia ba màu xanh, trắng, đỏ như quốc kỳ của nước Pháp. Và trên đó có một ngôi sao. Thưa bạn, quốc ca của Acadia bắt đầu bằng câu Ave Maris Stella, có nghĩa là chào mừng ngôi sao của biển cả. Nhìn những ngôi nhà gỗ dãi dầu cùng mưa nắng hàng mấy trăm năm nhưng vẫn còn đứng vững, tôi thấy giống lạ lùng với những nông trại miền Normandy của Pháp mà tôi đã thấy khi còn đi học. Chúng tôi trở lại Charlotte vào buổi trưa và sẽ có suốt một buổi chiều để đi dạo chơi tại đây. Thành phố tuy nhỏ nhưng có một bề dày lịch sử rất lâu dài. Với khoảng 33.000 dân chúng, Charlotte là một thành phố lớn nhất cũng như là thủ phủ của đảo Prince Edward. Vâng, cuốn sách Anne of Green Gables đã là nguồn cung cấp tài chính rất lớn cho thành phố này qua các dịch vụ du lịch, bán sách và đồ lưu niệm. Chúng tôi đã tìm thấy ở đây một không khí rất Paris qua các quán cà phê vỉa hè và những quán ăn nhỏ có phong cách như là bistro của bên Pháp, với những khách hàng ăn mặc giống như những cô đầm của thời xưa với chiếc mũ ở trên đầu và những người bán hàng nhận đặt thức ăn bằng tiếng Pháp. Ở góc cuối phòng cũng có quầy rượu. Trên kệ có một ít tiểu thuyết của Victor Hugo, Lamartine và Chateaubriand. Mùa thu đã đuổi kịp chúng tôi tại nơi phố nhỏ này, với những hàng lá đỏ và vàng phía bên kia của cửa kính nhìn ra đường. Có trận gió thu phong nào vừa thổi làm cho cây lá phất phơ, và trời mùa thu lắm mây khiến cho ngôi nhà thờ cổ như nổi bật hẳn lên trên trần mây xám nhạt. Charlottetown là nơi cư ngụ của những người cư dân nói tiếng Pháp và theo đạo Thiên Chúa, nên nhà thờ ở đây rất nhiều. Dọc theo bên hông nhà thờ là những khu chung cư đã lâu đời, không khí êm đềm phảng phất như tại những tỉnh lẻ của bên Pháp. Đường phố vắng lặng, xe cộ chạy thưa thớt. Ta như cảm được mùa thu đang về chậm chậm nơi đây, trong tiếng gió thì thào, trong những chiếc lá đang chuyển màu vàng úa trước khi đỏ sẫm để đìa cành. Chúng ta đã nói rằng Charlottetown có một bề dày lịch sử rất dài, vì chính tại đây đã có những cuộc hội họp, bàn thảo, và từ đó đã khai sinh ra nước Gia Na Đại ngày hôm nay. Đất nước này tuy không đông dân chúng, nhưng đó là đất nước của lòng nhân ái và của lòng khoan dung, đã mở rộng vòng tay để đón rất nhiều người tị nạn Việt Nam khi cao trào vượt biển tìm tự do lên cao nhất. Những nơi chốn hiền hòa như thế này đã đón nhận những gia đình Việt Nam tới đây để làm lại cuộc đời. Nếu ở Mỹ, khi nói về khoai tây, người ta nghĩ ngay đến tiểu bang Idaho, thì tại Canada, đảo Prince Edward là nơi sản xuất ra rất nhiều khoai tây.
nơi tòa thị chính có một pho tượng vinh danh loại khoai này. Trong thời khắc của một ngày, thưa bạn, có lẽ buổi chiều là lúc người lữ khách cảm thấy cô đơn nhất. Có một nỗi buồn nhẹ nhẹ như phủ lên tâm hồn chúng tôi, khiến hơn cả 10 người ngồi trên xe nhưng không có tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt. Nắng vàng nhẹ phủ xuống thôn làng của miền Bắc Mỹ, nghe như có tiếng thơ, tiếng nhạc trong cái mênh mông của chiều nay. Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung, có ai đàn lẻ để tơ trùng, có ai tiễn biệt phương xa ấy, sự bước chân đây cũng ngại ngùng. Trong màu đỏ hòa hoàng của hoàng hôn đang tắt, có cái nhớ như thiết tha của một người đàn ông xa vợ, chẳng mong được trùng phùng. Gái thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm. Cái tình của người đàn ông Việt nó âm thầm kín đáo, như nắng hoàng hôn, còn khắc khoải mãi chẳng muốn chia lìa. Trong mấy ngày qua, chúng ta đã đi qua nhiều vùng có lắm tôm hùm. Thưa bạn, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tại một quán ăn nổi tiếng toàn nước Canada. Đó là một tiệm buffet mà tùy sức, bạn muốn ăn bao nhiêu tôm hùm cũng được. Và đặc biệt ở đó có một salad bar hải sản dài trên 300 feet chiếm kỷ lục trên thế giới. Tiệm ăn rộng mênh mang như thể là một nhà kho lớn. Chủ nhân rất hãnh diện về sự nổi tiếng toàn cầu này. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu vẽ những cảnh thuyền ra biển đánh bắt hải sản. Ở Canada cũng giống như ở bên Pháp, bữa ăn tối thường kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Vừa ăn vừa nói chuyện nhàn nhã và nhâm nhi uống rượu chứ không vất vả, vội vàng như ở bên Mỹ. Liên bang Canada gồm các tỉnh Province họp lại thành. Mỗi tỉnh lại có cờ riêng như cờ của các tiểu bang bên Mỹ. Vào khoảng cuối thế kỷ 17 và trong thế kỷ 18, cả một lục địa mênh mông Bắc Mỹ được coi là tân thế giới so với Âu Châu lúc đó đã phát triển khá nhiều. Tân lục địa này đã thu hút nhiều di dân tới đây, hoặc đi tìm đất mới, hoặc tránh những đàn áp chính trị hoặc tôn giáo tại quê nhà. Ngay tại chỗ chúng ta đang đứng, con tàu mang tên Hector sau một chuyến vượt tại Tây Dương đầy sóng gió đã cập bờ tại đây với khoảng trên 200 người tôi cách lan. Họ đã định cư nơi vùng đất này, phá rừng, trồng trọt, chủ yếu là khoai tây mang từ quê hương tới, tạo nên Nova Scotia hay là tân tôi cách lan ngày hôm nay. Tôi đi trong nắng. Thưa bạn, tôi cũng đi trong nắng thu màu nhớ và trong lá thu vàng úa để đến một nơi chốn mà ngày xưa nhà tôi muốn đến nhưng đã không thực hiện được khi còn chung đôi. Bây giờ, một mình tôi trở lại vùng Brado, ngỡ ngàng trong vùng trời ngập lá thu vàng. Có phải ngọn đèn trước khi lụn tắt đã vụt sáng lên một lần cuối và đất trời trước khi chìm vào giấc ngủ lạnh của mùa đông đã cho chúng ta những màu sắc huy hoàng của một mùa thu chín. Tương tư Hoàng Lạc Diệp, Lý Bạch đã viết như vậy. Nhớ người nên lá vàng bay, hay phải chăng vì nhớ thương mà những chiếc lá trên cây đang ngả màu vàng thương nhớ. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá bên hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá, năm hồ nửa. Hở hứng ai xui thiếp phụ chàng. Trong con mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu, núi dài đêm sâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang, còn thương nhớ nhau về khắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng
Tôi ngồi bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ bên hồ, viết những hàng chữ cho lời dẫn của bộ phim Canada mùa thu nhớ người. Ta nhớ người xa cách núi sông, người xa xăm lắm nhớ ta không? Là một người Việt xa quê hương, chúng ta có biết bao nhiêu nỗi nhớ. Nhớ người thân, kẻ mất người còn. Nhớ quê hương, đến bây giờ vẫn còn lầm than khốn khổ. Riêng tôi, xin phép các bạn, cho được đôi phút riêng tư để nhớ về người bạn đời. Tuy đã có hẹn, nhưng không có duyên, để cùng nhau đi trong lá thu vàng úa của chiều nay. Canada, mùa thu nhớ người. Còn tiếng hoài